Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Chăn quân cơ động cấp quận, huyện, phường, xã năm 2022. Xây dựng lực lượng chăn quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối hiến quân sự của Đảng và nhà nước ta nhằm tạo nguồn chân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc. Hội thao lần này nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng hoạt động của lực lượng dân quân cơ động của các địa phương trong thời gian qua, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy hiệp đồng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội dân quân cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của phân đội trong bảo vệ mục tiêu. Hội thao diễn ra trong 3 ngày với 6 nội dung cơ bản, thi duyệt, đội hình, đội ngũ, thi đồng diễn võ thuật, thi thực hành võ thuật xử lý tình huống bảo vệ mục tiêu thì bắn súng AR-15 bại 1 thì ném lựu đạn xa trúng hướng và chạy vũ trang 3.000m. Đây cũng là dịp để các quận, huyện, phường, xã trao đổi học tập kinh nghiệm lặng nhau để đưa hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố ngày càng đạt hiệu quả, đồng thời tuyển chọn đơn vị tham gia hội thao do quân khu Bộ Quốc phòng tổ chức vào năm 2023.